cô giáo cùng toàn thể các bạn câu chuyện ai đáng khen nhiều hơn cùng tham gia kể chuyện với con. Có bạn Kim Ngân trong vai Thỏ Mẹ. Xóa đầu hai em và nói: người yêu con
các con của mẹ. Các con thật đáng khen, nhưng thỏ ăn chỉ đáng khen nhiều hơn. Thỏ em luôn nghe tên mẹ là đúng. Xong thỏ anh quá mẹ ra, và biết nhìn thấy người khác. Hãy dạy cho em biết giúp đỡ cô bạn và mơ lúc gặp khó khăn. Thỏ em mà, con nên làm những việc tốt, không phải để được khen, mà trước hết là vì niềm vui để làm những việc giúp ích cho mọi người. Thỏ em thì ra mẹ nên nói thương em, thương em. Câu chuyện của con kể tới đây là hết rồi. Con cảm ơn các cô giáo, tôi cảm ơn các bạn đã lắng nghe con kể chuyện.